remix luôn. Cái nhưng mà cứ uống thuốc này mỗi ngày là chắc hát nhạc remix luôn á, nói thật luôn á. À, Cường tới đây. Ôi. Mẹ nói tới đây không phải. Tới đây. Rồi bây giờ cái gì vậy? Nhạc. Rồi giờ hát bài bài bây giờ cho Cường hát bài bolero đi. Cường thích bài bài bolero bài gì ta? Cường. Bolero bài gì con? À, bài ngon qua chị Ngân nói con nói đó. Chờ lên bàn. Hả? Ta đọc bài bây giờ. Giỡn giỡn nha. Giờ tôi kêu làm phải làm nha. Không. Bolero bài hai mùa mưa. Cái con nói hai cái gì con nói đó. Mùa mưa hai mùa cái gì đó. Bài gì Ngân? Bài đó luôn em ạ. Hả? Ờ bài đó. Chuyện em mưa. Chuyện em mưa. Con. Chuyện em mưa đúng không? Chứ con nói con thích bài gì để em phải làm nhạc mà con nói đó. Con thích bài chuyện chưa thuộc. Giờ con thuộc bài bài gì bolero giờ giờ hồi giờ. Trong chơi vui con. Hát một bài bolero đi. Hát đi chú mình ké theo nè. Bài bài anh là tất cả đi. Ồ cái bài đó không dễ thương không bộ. Anh là tất cả. Thuộc hát đi. Rồi lại bài bài gì nhớ bài gì. Ngân nó nhớ không nhớ giùm nó Ngân. Bài gì Cường? Em quan trọng em muốn hát bài 5, bài 7, bài 8. Con đường xưa em đi. Con đường xưa em đi. Đi rồi con đường xưa em đi đi. Ngân với lại Cường đi. Con thuộc bài con đường mang tên em à. Mẹ khi mà đang cầm Cường, Cường lên mau lên. Mẹ nói rồi nha. Đừng như vậy. Đừng như vậy nha. Bài gì? Nó qua đây nó xịt một cái keo với lại một chai nước hoa của tôi. Bây giờ kêu nó hát không hát á. Đó là gì? Chú ngồi cho con ké cái keo tóc vậy đó. Bài gì? Đi hát không biết bài gì trời. Con đường xưa em đi và lên mái tông thề ngô hồn dân tai tê. Anh làm thơ vu quy cánh qua đường vắng tanh lắng nghe. Chỉ còn anh với em. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong vời một lấy lời xa cuối trời nơi đây phiền gắn canh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ thương. Mẹ kêu con hát đàng hoàng như Cường nha. Con xịt hết cái chai nước hoa của người ta. Rồi con xịt hết nguyên cái chai keo của người ta. Bây giờ con hát bao nhiêu đó con phải trả tiền cho chú Bình chứ. Con có nhiều bài mà. Hôm bữa hát bài tiếng Việt đó. Lại đây. Không thôi hát đọc rap đi. Nếu mà đọc rap là mẹ nhảy nữa chắc chết. Nguyên đám nó hát cái bài gì mà nó hát rồi nó hát quá trời hát đó, hát theo đó. Bài gì Cường nó cũng hát được bài đó mà. Cường hát bài hát cho vui thôi. Cường hát vui hát phận phận gì đó phận bạc đi Cường. Bạc phận. Bạc phận đi. Nãy Nhung kìa. Cường. Cường ơi. Tôi Nhung hát lại cái bài đó. Cường. Khán giả không rồi á, ok. Hát và hát đi, hát bài cái gì Điền ơi. Không được con hát chơi, phải năng động lên mày tao cho mày hết cái hũ thuốc ở trong miệng mày cho bây giờ đó. Bức xúc quá mà. Đè nó xuống, đổ hết nguyên cái thuốc này cho nó. Bực bội à. Con đừng có để mày giữ nha. Người đi ngoài phố kìa. Người đi ngoài phố đi. Không chị nhắc bài cho. Chị nhắc bài, chị Ngân nhắc bài. Người đi ngoài phố lại đây. Hát đi năng động lên nào. Con muốn làm cho con mọi người. Đi, hồi con lên hát, họ bắt con warm up. Dạ. Con muốn mọi người riết cái người ta không có nghe nha, không nghe tiếng hát con đâu bây giờ á. Bực à. Lý đất vòng, mấy đứa kêu lý đất vòng kìa. Ừ.
Bởi vì tao thích con gái, nuôi con gái trong nhà sướng hơn nuôi con trai. Với nên con trai nó lì gì đâu. Trời, bây giờ muốn đem nguyên một cái hộp thuốc này đổ vô miệng nó ghê vậy đó, để cho nó năng động lên. Đó. Ý là nó không đáng tiền đâu mới hát đó. Đó là sao Cường remix luôn. Thế nhưng mà cứ uống thuốc này mỗi ngày là chắc hát nhạc remix luôn á, nói thật luôn á. À, Cường tới đây. Thôi. Mẹ nói tới đây không phải. Tới đây. Rồi bây giờ cái gì vậy? Yeah. Rồi giờ hát bài bài bây giờ cho Cường hát bài bolero đi. Cường thích bài bài bolero bài gì ta? Cường bolero bài gì con? À, bài gì ngâm qua chị Ngân nói con nói đó. Hả? Ta đọc bài bây giờ. Giỡn giỡn nha. Giờ tôi kêu làm phải làm nha. Không. Bolero bài hai mùa mưa. Cái con nói hai cái gì con nói đó. Mùa mưa hai mùa cái gì đó. Bài gì Ngân? Bài đó luôn em ạ. Hả? Ờ bài đó đó. Chuyện em mưa. Chuyện em mưa. Con. Chuyện em mưa đúng không? Chứ con nói con thích bài gì để em phải làm nhạc mà con nói đó. Dạ con thuộc bài bài gì bolero về giờ hồi giờ. Con chơi vui con. Hát một bài bolero đi. Hát đi chú mình ké theo nè. Bài anh là tất cả đi. Ồ cái bài đó không dễ thương không bộ. Anh là tất cả. Thuộc đá đi. Rồi lại bài gì nhớ bài gì. Ngân nó nhớ không nhớ giùm nó Ngân. Bài gì thường. Em quan trọng em muốn hát bài 5, bài 7, bài 8. Con đường xem đi. Đi rồi con đường xem đi đi. Ngân với lại Cường đi. Con một bài con đường mang tên em à. Mẹ khi mà đang cầm Cường, Cường lại mau lên. Mẹ nói rồi nha. Đừng như vậy. Đừng như vậy nha. Bài gì? Nó qua đây nó xịt một cái keo với lại một chai nước hoa của tôi. Bây giờ kêu nó hát không hát á. Đó là chứ. Chú hỏi cho con ké cái keo tóc vậy đó. Bài gì? Bài gì cũng không biết. Đi hát không biết bài gì trời. Con đường xưa em đi và lên mái tổng thể ngôn dân tái tê. Anh làm thơ vũ quý cánh qua đường vắng tanh. Lắng nghe. Chỉ còn anh với em. Em ơi nhìn gió lên khơi lòng có trong vời một lời sáng cuối trời. Tiếng gắn canh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Mẹ kêu con hát đàng hoàng như Cường nha. Con xịt hết cái chai nước hoa của người ta. Rồi con xịt hết nguyên cái chai keo của người ta. Bây giờ con hát bao nhiêu đó con phải trả tiền cho chú Bình chứ. Con có nhiều bài mà. Hôm bữa hát bài tiếng Việt đó. Lại đây. Ông thôi hát đọc rap đi. Nếu mà đọc rap là mày nhảy nữa chắc chết. Nãy Nguyên đám nó hát cái bài gì mà nó hát rồi nó hát quá trời hát đó, hát theo đó. Bài gì? Cường nó cũng hát được bài đó mà. Cường hát bài hát cho vui thôi. Cường hát vui hát phận gì đó, phận bạc đi Cường. Bạc phận đi. Nãy Nhung kìa. Cường ơi. Cường. Dạ. Khán giả không rồi á, ok. Hát và hát đi, hát bài cái gì tiền ơi. Không được mát chơi, phải năng động lên mày tao cho mày hết cái hũ thuốc ở trong miệng mày cho bây giờ đó. Xuống quá mà. Nè nó xuống đổ hết nguyên cái thuốc này cho nó. Bực bội à. Con đừng có để mày giữ nha. Người đi ngoài phố kìa. Người đi ngoài phố đi. Không thuộc. Chị nhắc bài cho. Chị nhắc bài. Chị Ngân nhắc bài.
người đi đi ngoài phố lại đây. Hát đi, năng động lên nào. Con muốn làm cho mọi người đi, hồi con lên hát không có công quay mắt. Dạ. Con muốn mọi người riết cái người ta không có nghe nha, không nghe tiếng hát con nữa bây giờ á. Bực à. Lý Đất Vọng, mấy đứa kêu kêu Lý Đất Vọng kìa. Bởi ta thích con gái luôn, con gái trong nhà sướng hơn con trai. Với nên con trai nó lì gì đâu. Cho bây giờ muốn đem nguyên một cái hộp thuốc này đổ vô miệng nó ghê vậy đó, để cho nó năng động lên. Đó. Ý là nó không đáng tiền đâu mới hát đó. Đó là sao